Hey, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Mr. T. Ok anh em à, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con game Kho Báu Truyền Thuyết nha anh em. Ok, đấy thì dạo này cũng hơi bận anh em ạ, cuối năm cũng hơi việc hơi nhiều nên ít lên clip cho anh em xem nhé. Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình là quay tay trúng thưởng nha anh em. Chúng ta lại quay trở lại với con hạt Mr. T. Ok, anh em nào SPS5 hay là anh em nào chơi game Kho Báu Truyền Thuyết thì hãy nhớ để lại cho Mr. T một comment, một đăng ký và một like nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ nhận thưởng anh em ạ. Trước tiên tôi sẽ nhận thưởng. Ok, rồi hôm nay đã là ngày 26 chơi game phải không ạ? 26 chơi game nhé. 26 chơi game. Rồi, để xem coi hôm nay chúng ta sẽ up lực chiến khá lên nha. Ok, trước tiên chúng ta sẽ check cái bảng xếp hạng. Ôi rồi ôi, đang hạng 4 anh em ạ. Ông còn cái nịch đã lên được 1 mê 4 rồi. Mr. T vậy đang mới có 1 mê 1 thôi anh em ạ. Hôm nay sẽ quẩy lên nhé. Ok. Ok anh em ạ, hôm nay để xem thử coi. Trước tiên là chúng ta phải coi thử coi sự kiện có cái gì nè, trang bị này, mảnh này. Ok, nói chứ hôm nay là chúng ta sẽ lên con này anh em. Đấy là chúng ta sẽ lên con Wano Luffy. Hôm nay chúng ta sẽ lên em ấy 11 sao để xem thì coi chúng ta sẽ nhảy được lực chiến bao nhiêu nhé. Trước tiên thì chúng ta phải quay tay trúng thưởng nữa nè. Đây chúng ta đang có 101 thùng. 101 thùng anh em ạ. Sẽ mở ra được là 10 vé quay này, 8 vé chiêu một con cấp, 5 vé và 300 KSP. Ok, anh em chuẩn bị chúc mừng tôi đi. Xem hôm nay tôi sẽ mở ra được bao nhiêu nhé. 101 thùng mà. Cũng phải mở ra được tầm khoảng 10 thùng là 10 vé là được 100 vé nha. Ôi rồi mở ra được 152 vé anh em ạ. Ôi rồi anh em chúc mừng tôi đi. Hôm nay số đỏ rồi anh em ạ. Số đỏ rồi. Rồi chúng ta lại tiếp tục có thêm là 176 thùng. Chúng ta sẽ mở ra thử coi được bao nhiêu nha. Ôi rồi 29 vé và 16 Mayberry. Ôi rồi thời tới rồi anh em ạ. 186 vé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ quay, hôm nay chúng ta sẽ lên được một vài con đó anh em ạ. Thời nó tới cả không được anh em ạ. Lên được 186 vé. Anh em chúc mừng tôi đi. Đây nha. Hôm nay Mr. T sẽ tiếp tục đi chiêu mộ. Chiêu mộ anh em ạ. Đây. Chiêu mộ cao cấp 186 lon. Đây, nó ra cái vòng màu tím là nó không có tướng anh em ạ. Đấy, một con Brock. Rồi, một con Kurodai. Ui rồi một con Moria. Đấy, một em Sengoku. Đấy, một em Sentumaru. Ok anh em ạ. Ok. Khó ra thật đấy. Không ra được thẻ tứ hòn luôn mấy ông ạ. Đấy, một em Kuzan nữa à. Kuzan ra nhiều kinh khủng đấy. Tôi dư Kuzan rồi. Nó không ra được một con tứ hòn nào luôn mấy ông ạ. Đấy, rồi một em Luffy à. Ui dồi, Luffy này thì tôi không còn. Ôi, sắp hết rồi. Đây, một em kích nữa kìa. Ui dồi, không ra được một con tứ hòn nào luôn mấy ông ạ. Ui dồi, tôi khổ quá. Đấy, vừa nói đã ra được một em nhá. Busket. Ui dồi, ngon hai em tứ hòn. Ôi dồi, khá là ngon đấy em ạ. Còn 6 vé à. Tôi xem thử coi. Chiêu mộ thế lực. Ui hết rồi, tôi hết rồi mấy ông ạ. Đấy, cũng được khá khá phút rồi đấy. Mà chúng ta sẽ xem thử coi nâng được cái gì lên nhé. Rồi, ok khá là ngon nha. Nay tôi sẽ chính thức nâng con Luffy này lên. Wano Luffy lên 11 sao mấy ông ạ. Đấy, 9 sao là chúng ta có rồi này. Chúng ta đang thiếu 1 phút thẻ hải tặc nữa à. Anh em chờ tôi tí nhé. Tôi vào tôi coi có nào tôi ráp lại nè. Đấy, một con kích này. Đấy, lụm ngay mấy ông ạ. Ui, đây có phút khá là nhiều nha. Ui dồi ôi, phút nhiều thế. Ngon đấy này mà. Đây, để các em phút 5 sao nữa đi. Ui dồi, rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lên em này á. Đây, trước tiên là chúng ta phải quẩy em này ra nào. Đây, để lên được 11 sao là chúng ta sẽ cần 1 phút 6 sao này, hệ hải tặc. Và 1 phút Luffy Wano. Đấy. Đây chúng ta sẽ lấy Kuzan 4 sao nha anh em. Up luôn nè, 15k này. Lầm lúa anh em ạ. Đấy, ok. Chúng ta đã lên được một tí lực chiến. Bây giờ chúng ta sẽ đi up cấp này. Đấy, 275. Rồi, nhảy lực chiến khá là nhanh nhé. Chúng ta đã lên được 281k lực chiến rồi. Đây, con này cũng full cấp rồi. Đấy, con tiếp theo chúng ta up đó chính là con râu trắng à. Nhưng mà râu trắng đang thiếu phút mèo à. Anh em chờ tôi tới nha. Chúng ta đang thiếu berry đúng không? Mở hết đi này mà. Mà chúng ta có gì chúng ta xả hết. Xả hết tài nguyên. Tôi xả hết tài nguyên để tôi lên. Tiếc gì đâu. Đây, 5 cấp nữa. Vừa đủ không? Đấy rồi, còn thiếu một tí nữa mấy không ạ? Đủ không ta? Tôi xem nha. Úi dồi, còn thiếu một miếng nữa. Đây, chúng ta lại đi kim đô đúng không? Để xem coi, đánh nãy này hoài không nha. Úi dồi, ải này vẫn chưa qua không ạ? Thôi, tôi sẽ đi càng quét cái này kiếm x berry nữa nè. Đấy, đấy anh em ạ. Lên được cấp 280 nhé. Úi dồi, vẫn còn thiếu à. Cay thật sự. Hết rồi, hết cái gì để mở rồi anh em ạ. Thôi, tạm thời để đó, lát nữa chúng ta đi sau nha. Đây. Tiếp tục nhận thưởng này. Chiến hạm mà. Đấy, chiến hạm đây mà. Nâng cấp này lên. Tôi đang ráng nâng cấp con chiến hạm này lên cấp 16 để tăng thêm 20% sát thương bạo kích nữa. Như thế nó mới ngon được. Ok. Rồi hồi nãy tiếp tục là chúng ta đã lên được con này đúng không? Hành trình của chúng ta lên lâu râu trắng thì còn hơi lâu đúng không ạ? Thiếu phút khá là nhiều. Nên hôm nay tôi sẽ lên con Macro luôn anh em ạ. Lên con Macro 9 sao luôn cho nó ngầu con bà 7 nè. Đấy, phút chúng ta nhiều rồi đấy. Rồi hiện tại cần lên con Macro này đúng không? Chúng ta thiếu một con phút 6 sao và 2 con phút bình thường à. Ok, cho em này lên nóc bắt con gà luôn em ạ. Chiếc tim là cứ điểm này. Chúng ta phải add một con phút vào. Đấy, hôm nay tôi sẽ add con phút này vào. 2 con phút ghét nè. Đấy, khá là ổn không ạ? Ra phút lại dư ngay. Rồi, lụm em nói nha. Đây, một em này. Đây, 2 em Vita. Lụm luôn mấy ông ạ. Đấy, ok, vừa đủ đá tinh luyện. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục tích đá tinh luyện anh em ạ. Để lên được con này 10 sao đúng không? Ui dồi. Thôi, chúng ta sẽ vài bữa nay chúng ta sẽ nâng râu trắng nhé. Tôi sẽ tích phút trâu trắng cho anh em xem. Đấy, tôi sẽ đi đổi phút trâu trắng cho mấy ông xem này. Tôi sẽ đi phần giải nhé. Đấy, mấy con 2 sao phân giải hết đâu ạ. Đấy, được SP nữa kìa. Ui dồi, hết luôn à. Đấy, phân giải cái này hết nha, lấy điểm luôn. Chắc tôi sẽ kiếm một con phút 4 sao Thấp Vũ Hải này để chúng ta lại nâng cấp em nó lên. Hiện tại đang thiếu một con 4 sao anh em ạ. Game này khó thật sự. Thiếu phút khá là cay đấy không ạ. Game này thật sự đối với tôi là tôi thấy tôi thiếu phút dữ lắm luôn đấy. Ok. Đó, tạm thời chúng ta xem thử coi, đủ nâng cấp. Ui dùi, vẫn còn thiếu à. Đây, hiện tại lực chiến của chúng ta sắp lên được 12 rồi mấy ông ạ. Đấy, để xem thử coi. À đây rồi, chúng ta lại còn cá này mà. Tăng trị liệu đây. Đấy, tăng trị liệu luôn. Để tôi xem nữa coi. Còn cái nào tôi chưa đi, tôi lại đi hết. Kiếm tài nguyên mấy ông ạ. Ok, cái này đi rồi này. Đây, chúng ta đi Đại Hải Trình đi. Đại Hải Trình sắp hết giờ rồi kìa. Đây, chiến đi. Đấy, lực chiến của chúng ta khá là đẹp rồi không ạ. Chúng ta đã được ba con 11 sao rồi. Sắp tới tôi sẽ nâng tiếp tục là con râu trắng nha anh em. Anh em cùng đón chờ tôi nâng con râu trắng lên nhé. À đây rồi, đợi rồi, đủ rồi anh em ạ. Đây, tôi đủ berry để tôi lên được con này rồi. Đây, 280. Đấy, nhích được một miếng nữa anh em ạ. Đấy, hiện tại là đang lực chiến khá là đẹp nhé. Chúng ta đang thiếu huy hiệu thôi, huy hiệu tôi chưa có đủ anh em ạ. Đấy, đây là Kuzan 261k, râu trắng được 220k. Sắp tới sẽ nâng em này lên đúng không? Đây, hôm nay tôi sẽ kiếm một cây phút râu trắng này cho anh em xem nhé. Để tôi xem để coi đủ phút hay không nhỉ. Đây anh em ạ, hiện tại chúng ta đang ui dụi thiếu khá là nhiều nha. Ok, chưa đủ rồi. Đây này, chúng ta lại nâng được con này lên nè anh em ạ. Đêm nay tôi sẽ nâng một con đấy, nâng lên ngay phải không ạ. Ok, nâng con bo này lên hả, hay là nâng con nào ta, để tôi xem để coi. Con này lại thiếu phút. Xem thử coi năng đủ lên 4 sao không ta. Kurodai à. Thiếu con Mr. 2 à. Cay thế nhờ. Ok, cái này thì chắc tôi sẽ giữ lại. Tôi sẽ lên sau nha anh em. Đấy, thì hệ này chắc đủ rồi đấy. Thử coi, hải tặc à. Kuzan lại đủ lên một con nữa này. Rồi, ok, tạm thời cứ như thế đó nè. Tôi đi cái rèn luyện cho anh em xem nhé, đi Đại Hải Trình cho anh em xem này. Đấy, bị đạo hải tặc. Đấy, ma này đi khá là dễ nha anh em. Ok, tôi sẽ đi đánh thử cái ải răng liền này thử coi. Hiện tại là đang là bảng xếp hạng là đúng không? Hạng 4 đúng không? 249 nè. Ải này khó qua thật sự ư. Tôi thử tài nghệ của Luffy coi thử coi đam của nó, tâm của nó có ổn hơn hay không, em thấy không? Đấy, ui sát thiên kìa. Đấy, xem thử coi 11 sao đúng không? Có trị liệu hấp thu này nọ kiểu gì không ạ? Ui dồi. Ui dồi, đam 260k đam. Rồi, trận này win rồi anh em ơi. Ui dồi. Hai con hệ hỏa à. Đấy, Marco lại búp HP lên. Rồi đúng rồi, đập chết con ai xưa đó đi. Ví dụ phải đánh cái con lót này cho nó chết đi kìa, không nó bốc HP là bắn khó lắm. Sáu mươi hai k đam mà khá là ít nha nè. Không ổn đúng không ạ? Đấy, 91k trị liệu. Ok, rồi. Chết được một con Acer. Ui dồi. Đấy, bằng được con Kurodai là hay rồi. Ok anh em nha. Rồi trận này phải win thôi. Ui dồi. Đấy, Zoro chém cái chết nha. Câm lặng không? Đấy, câm lặng được hai con anh em ạ. À. Khá là hay nha. Đấy, mắc rồi chúng ta lên được 9 sao, búp cũng khá là ngon anh em ơi. Ui dồi, sát thương kìa anh em ạ. Đây tôi sẽ cho anh em xem coi sát thương của nó nhá. Đây Luffy của chúng ta hiện tại lên 11 sao, thật là kinh khủng nha anh em. Đam của nó tới 23. Trị liệu là được 171k, sát thương nhận là 1m9 à. Ui dồi, kinh thật, đam của nó còn to hơn đam của Zoro luôn em ạ. Thôi, tôi sợ con Luffy này lắm rồi. Anh em có Luffy nên up nha, đam thật sự kinh khủng đấy. Đấy, Marco của chúng ta đã trị liệu lên gần được 1m rồi này. Chúng đường này khá là ổn mấy không ạ? Rồi, tôi đi tầng sau nhé. Đấy, trời đam Luffy to thật sự nha. Ui dồi, một cú là chết một con em à. Đấy, rau trắng nổi được hai cái luôn kìa. Ui dồi, ngon thế nha. Đấy, mấy ải này thì nó sẽ dễ hơn nhé. Ải nào mà nó có búp HP đó em ạ, nó mới khó đi. Với mấy ải này thì qua khá là dễ nhé. Ok, mấy ải này tôi bỏ qua nhanh em ạ. Này tôi chủ yếu là đi lấy tài nguyên thôi. Ôi, anh này lại thua à? Ải này có gáp à? Ui rồi con nội thì thua rồi. Để ngay. Ok, đi lại cái nữa nè. Ấy, thua rồi, ok. Rồi, tạm thời cứ như thế đó nè. Hiện tại chúng ta đã leo lên được hạng 3 rồi em ạ. 254 à. Ui dồi, hai ông kia chạy lẹ thế nha. Tối nay tôi xin ngồi tôi leo nhé. Đây, chúng ta lại đi nhận thưởng nha. Sau khi leo xong thì sẽ được 150k kim cương. Đây, sắp tới là ngày mai chúng ta lại lên được cấp 105 rồi, chúng ta lại nhận được 500kc nữa. Ui dồi, ngon thế nhé mấy ông ạ. Tôi sắp lên rồi. Đấy, thì hiện tại chúng ta còn up được Zoro nữa mà. Đấy, để tôi xem thử coi, tôi còn đi up Zoro cho mấy ông xem nhé. Đi up con Macro 9 sao nữa này, hiện tại đang thiếu à. Đấy, con này up lên cốc nữa, lập chiến nó lại tăng thêm tí nữa mấy ông ạ. Đấy, ngon rồi nè em ạ. Thời nó tới rồi. Pháo à, chiến hạm này, ok hết rồi nhá. Rồi, thử đi đánh nhau thôi mấy ông ạ. Tôi đi đánh nhau thôi coi. Đây, hiện tại chúng ta hạng 4 đúng không? Chúng ta lụm thử ông này. Ui, ông này là 4 con này, 4 con 11 sao này. Này mới 3 con thôi. Ok, lụm thử ông này coi. Chúng ta lụm thử ông này coi. Ui, đội hình giống nhau đó nha. Rồi, Zoro tôi đi sao là tôi biết thua rồi mấy ông ạ. Đấy, Luffy khá là trâu bò đấy. Thôi rồi. Ui dồi, Zoro nó chém kinh thế nha. 3 phát luôn. Ui dồi, một phát chết một con vậy đây bạn. Ok, trận này có thể lập kèo được nhá. Ui, đánh đào thế. Đấy, vừa rồi chém không thấm Luffy luôn kìa. Vừa rồi con Macron kia nổ liên tục ta. Căng đấy. Ui, chết được Yoru kia rồi. Ui rồi, rau trắng nó chép kìa nè mà. Rồi, thằng này cũng khá là ổn đấy. Đây, tôi sẽ xem thử coi. Đây. Ui rồi, tôi đánh lại thử trận này nhá. Chung là hiện tại đang thua tóc mấy ông ạ. Đang thua tóc mấy ông ạ. Tôi sẽ build tóc lên. Ôi trời, sao lại chém hai cái vậy? Kìa, bên kia chết con Zoro rồi kìa. Trận này win rồi nhá. Trận này phải win thôi. Đấy. Đấy, chết luôn con râu trắng rồi. Ôi giời, tiêu tôi rồi. Tôi bị chết con Luffy rồi phải không ạ? Tôi phải build con Macro lên để mới búp được HP thôi. Ok, sau trận chiến ngày hôm nay tôi sẽ kết thúc bây giờ ở đây nhé. Hẹn anh em ngày mai. Tôi sẽ up tiếp tục con Macro của chúng tôi lên 9 sao cho nó full cấp, full đồ lên, nó đỡ được lâu hơn đúng không ạ? Hiện tại là nó đang thiếu đồ tí xíu. Rồi để coi thử coi Yoru thể hiện được hay không nhé. Đấy, Yoru chính được 2 nhát rồi kìa. Ok, win rồi đấy anh em ạ. Trận này phải win rồi. Rồi Macro hồi sinh lên cái nữa đây. Đấy, chém nó, chém thêm cái nữa nè. Ok, win rồi đấy anh em ạ. Một trận đấu khá là căng thẳng nha, giữa Mr. T và 9S. Rồi để coi con Macro này sống được bao lâu nhé. Để win ngay. Đây tôi sẽ cho mấy ông xem nè. Đấy, trời ơi, Yoru chúng ta đam được 3 mê kìa anh em ạ. Kuzan chúng ta đam cũng khiếp đấy nhờ, một mê một à. Đấy, trận này Suyo Luffy nó chết sớm quá thôi. Ok. Rồi, tạm biệt các anh em, hẹn anh em vào clip ngày mai.